Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, trên địa bàn thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động thương tâm, cướp đi mạng sống của hai người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chiều ngày 26 tháng 5, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh để làm rõ nguyên nhân hai vụ tai nạn lao động nói trên. Trước đó vào chiều tối ngày 25 tháng 5, chị Võ Thị Ngọc Anh, 39 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, công nhân làm việc tại khu vực Buồng Sấy, công ty Leisure Superpower, khu công nghiệp BKMX Bình Dương, địa chỉ phường Minh Thành, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, đứng trên cẳng xe nâng do một nam công nhân điều khiển để sửa ống hơi của lò sấy. Trong lúc chị Ngọc Anh đang sửa thì cửa lò sấy mở, chèn nữ công nhân vào khung ngang trên cửa. Mặc dù sau đó các công nhân đã tắt nguồn hơi, hạ cửa xuống, nhưng do vết thương quá nặng, chị Anh đã tử vong. Trước đó chiều ngày 23 tháng 5, anh Nguyễn Văn Lưu, 38 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, công nhân công ty sản xuất ván ép, địa chỉ phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, đang đưa một bao bột mì đổ vào máy trộn thì bất ngờ bị cần quay của máy trộn cuốn cả người vào bên trong, gây chấn thương nặng. Đến rạng sáng ngày 26 tháng 5, anh Lưu đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh do Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Liên đoàn Lao động, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan công an, viện kiểm sát tiến hành thu thập dấu vết, chứng cứ, tài liệu có liên quan, cũng như thông tin từ những người biết sự việc. Hiện cả hai vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại một công ty ván ép ở Bình Phước, làm một công nhân tử vong. Chiều ngày 26 tháng 5, người thân của nạn nhân Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1986, quê Hà Tĩnh cho biết, gia đình vừa đưa thi thể anh về an táng tại quê nhà ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Một người thân cho hay, anh chị em họ hàng đã đưa thi thể của anh Lưu từ Bình Dương về Hà Tĩnh lúc 12 giờ trưa ngày 26 tháng 5 bằng xe cứu thương. Dự kiến ngày 27 tháng 5 sẽ về tới nhà để chuẩn bị hậu sự. Anh Lưu là nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 5 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Azure Golden, phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, khi bị máy trộn keo cuốn tử vong. Sau gần 3 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, anh đã tử vong do thương tích nặng. Chị Lan, em dâu nạn nhân cho hay, anh Lưu và vợ thuê trọ ở thị xã Trơn Thành để làm công nhân. Vợ chồng anh có 3 người con, trong đó hai con gái lớn 10 tuổi và 8 tuổi, con trai út 4 tuổi. Do vợ chồng phải đi làm công ty cả ngày, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên không có tiền gửi con nhỏ, phải nhờ hàng xóm trông coi giúp vài năm nay. Chị Lan cho biết thêm, anh Lưu là con thứ 5 trong gia đình có 7 người con. Ở quê anh còn có mẹ già hơn 80 tuổi. Cách đây 2 năm, cha của anh đã qua đời do sức yếu. Mới đây, khi công ty Azure Golden bắt đầu hoạt động, anh Lưu xin vào làm công nhân và được bố trí làm việc ở bộ phận trộn keo. Tính đến thời điểm bị nạn, anh Lưu mới làm được 9 ngày, chưa kịp nhận lương và làm các giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng lao động. Theo lời kể của người thân, trong thời gian anh Lưu được cấp cứu tại bệnh viện, đại diện công ty có tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình. Vị đại diện này cho biết, anh Lưu là công nhân làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, anh cũng có tay nghề về cơ khí. Giám đốc công ty dự định hết tháng sẽ chuyển qua bộ phận khác để anh phát huy tay nghề. Tuy nhiên, khi chưa kịp bố trí thì anh đã gặp tai nạn thương tâm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người thân phải kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm để lo hậu sự. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Trơn Thành cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo cáo về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Azure Golden, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác định rõ nguyên nhân cũng như việc chấp hành quy định về an toàn lao động của doanh nghiệp. Qua báo cáo, công ty trách nhiệm hữu hạn Azure Golden mới được cấp phép ngày 26 tháng 1 năm 2024. Ngành nghề đăng ký hoạt động chính là sản xuất gỗ rán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Doanh nghiệp này do ông Vòng Trôi Tình, sinh năm 1985, ngụ tại Đồng Nai làm giám đốc. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định công ty này có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động. Thưa quý vị, an toàn lao động được xác định là vấn đề quan trọng tiên quyết trong sản xuất, kinh doanh. Nhưng dường như thời gian gần đây, an toàn lao động lại chỉ là khẩu hiệu ở nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Chỉ trong đầu năm 2024, tại nhiều tỉnh thành đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Đơn cử phải kể đến hai vụ tai nạn lao động khiến tổng cộng 13 người tử vong, 8 người bị thương vừa mới xảy ra ở Yên Bái và Đồng Nai. Trong đó, có một vụ xảy ra vào đúng ngày Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, mở đầu tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Những vụ việc tai nạn lao động gần đây cho thấy, công tác này đang tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí bị buông lỏng, hình thức, phong trào. Theo đó,
Khoảng 8 giờ 10 ngày 1 tháng 5 năm 2024, tại công ty gỗ Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, giám đốc công an tỉnh Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, phó giám đốc công an tỉnh Đại tá Trần Anh Sơn, bí thư huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành huyện Vĩnh Cửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Sau quá trình tiến hành điều tra, ngày 10 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Hai vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 5 tại kho linh kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn TBL đóng tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã cướp đi mạng sống của nam công nhân TDK, sinh năm 1996, quê Cà Mau. Theo đó, vào thời điểm trên, nhóm công nhân gồm anh TDK và hai đồng nghiệp bắt đầu làm thêm giờ. Công việc của các anh là nâng chuyển các kiện hàng lên kệ sắt. Lúc này, anh NCH tự ý sử dụng xe nâng hàng đang đậu cách đó khoảng 5 mét để nâng chuyển kiện hàng. Khi vừa khởi động, vận hành xe nâng hàng, thì anh H phát hiện xe nâng hàng đã bị mất phanh nên chi hô cho hai đồng nghiệp né tránh. Nghe tiếng chi hô, một đồng nghiệp liền né tránh kịp, còn anh TDK không kịp né tránh nên đã bị xe nâng hàng chèn vào kệ sắt dẫn đến tai nạn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại phòng khám ở gần công ty và tử vong khoảng 20 phút sau đó. Trước đó, ngày 22 tháng 4 năm 2024, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này là do công nhân bất cẩn, sai sót trong quá trình ngắt, mở điện, khiến động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động trong khi đang sửa chữa. Liên quan đến vụ việc này, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo thống kê của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, cả nước đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động, làm 7.553 người bị nạn. Con số này bao gồm cả khu vực có hợp đồng lao động và khu vực lao động làm việc không theo hợp đồng. Những địa phương có số người tử vong vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2023 ở tất cả các khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai. Đáng chú ý, nhiều người lao động hiện nay đang bị tàn phá sức khỏe do phải làm việc trong môi trường độc hại nhưng không được bảo hộ. Lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động khiến nhiều người tử vong nhất là khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và hóa chất. Cũng theo Cục An toàn lao động, nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn lao động là do từ phía người sử dụng lao động chiếm 46,05% tổng số vụ và 44,37% tổng số người tử vong. Nguyên nhân người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động chiếm 15,85% tổng số vụ và 16,3% tổng số người tử vong. Số vụ còn lại do các nguyên nhân khác như tai nạn giao thông, do người khác gây ra, khách quan khó tránh. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định về pháp luật, về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro. Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Cùng đó, công tác thông tin, tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động cho khu vực không có quan hệ lao động đang bị hạn chế nhiều về nguồn lực. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm dành nguồn lực cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Để không còn những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, thương tâm, các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, bổ sung các chế tài liên quan đến quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trong Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật hình sự. Cần nâng hình phạt tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chế tài xử phạt hành chính. Tai nạn lao động hầu hết do nguyên nhân chủ quan chiếm 73%. Số vụ nghiêm trọng vẫn hết sức phức tạp, không có xu hướng giảm, nhưng việc xử lý hình sự các nhà thầu thi công vẫn còn nhẹ, không đủ sức răn đe. Như đã nêu ở trên, năm 2023, cả nước đã xảy ra 7.394 vụ
làm 699 người tử vong, bị thương 1.720 người, nhưng chỉ có 10 vụ tai nạn lao động bị đề nghị khởi tố và 9 vụ đã có quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra. Gốc rễ vấn đề vẫn phải truy cứu trách nhiệm người sử dụng lao động thiếu trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là ở lĩnh vực nguy cơ tai nạn cao. Song song đó, cần đầu tư hệ thống trang thiết bị và an toàn, nâng cao nhận thức, hành vi và thói quen làm việc an toàn của người lao động. Chúng ta có hệ thống pháp luật, có các quy chuẩn, tiêu chuẩn, nhưng nếu người sử dụng lao động, người lao động thiếu tự giác thì các vụ tai nạn thảm khốc vẫn tiếp tục xảy ra.